Ngày 18 tháng 4, thành phố Uông Bí tổ chức lễ phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự lễ phát động có các đồng chí Vũ Quang Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh, Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại lễ phát động, đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe con người, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã được nâng lên một bước đáng kể. Công tác thanh kiểm tra được duy trì thường xuyên. Để thực hiện tốt hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị chuyên môn cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, mùa du lịch. Đối với các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng trong chương trình, đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019. Sau lễ phát động, các lực lượng đã xuống đường tuyên truyền tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019.